Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài hát viết về một thi sĩ sinh ra tại đất Quy Nhơn. Ca khúc được mang tên Hàn Mặc Tử, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và cùng với ca khúc này, chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 323, Trần Đình Thắng. Xin mời quý vị, chúng ta cùng lắng nghe, cùng thưởng thức và cổ vũ cho Trần Đình Thắng. Thưa quý vị. Chiều kia
trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặc từ nay còn đâu. Biểu diễn vô cùng trọn vẹn vừa rồi. Thưa quý vị, phải nói rằng là ca khúc mà Đình Thắng lựa chọn trong phần thi của đêm chung kết này phải nói là một lựa chọn vô cùng khéo léo khi đã giúp bạn ấy thể hiện được trọn vẹn giọng hát của mình, cùng với đó là phần trình diễn cũng rất là tuyệt vời trên sân khấu. Và ngay lúc này đây thì chúng ta chắc chắn là sẽ cùng chờ đợi những số điểm rất tuyệt vời đến từ ban giám khảo, và xin mời ạ. Vâng ạ, những điểm số rất cao đầu tiên đã xuất hiện: 9,5, 9,25, 9,25 và 9,25. Xin được chúc mừng Đình Thắng.